Mình tên là Trương Xuân Đạt, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương, chuyên ngành thương mại quốc tế. Và sắp tới thì sẽ là một hành trình mới của mình ở trường đại học University of Lincoln với chuyên ngành Digital Marketing. Mình biết Triệu Anh cũng đã được 4 năm từ cái thời điểm đấy mình đã có kế hoạch đi du học rồi. Và gần như là đã hồ sơ, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị từ lúc đấy. Tuy nhiên thì mãi đến khi mà dịch Covid trở nên ổn hơn, đến bây giờ thì mình mới thực hiện được cái ước mơ của mình. Chính vì vậy mà những cái mốc thời gian, những cái thủ tục quan trọng thì trước đây mình đã nắm bắt được rồi. Vậy nên năm nay quá trình apply rất là suôn sẻ. Mình cũng may mắn là đã có được visa sau chỉ 3 tuần apply. Và đến thời điểm bây giờ mình chỉ chờ đến ngày để bay đi học thôi. Lý do mình chọn Lincoln đó là vì mình đã tham khảo qua nhiều các bạn cựu sinh viên, các anh chị tư vấn du học và những người khác ở trên diễn đàn, trên mạng xã hội. Và mình cực kỳ ấn tượng với dịch vụ sinh viên của nhà trường, được đánh giá rất là cao, mức độ hài lòng của sinh viên. Và điều quan trọng đối với bản cá nhân mình thôi thì mình cực kỳ thích cái kiến trúc của thành phố Lincoln. Ra trước đây nếu mà không học kinh tế thì mình sẽ đi học kiến trúc. Đó là những lý do vì sao mà mình đã chọn trường đại học này và sống ở thành phố này. Lý do mình hiện tại đang là một học sinh sử dụng dịch vụ King Study là vì chị Oanh là một người đã hỗ trợ mình từ A đến Z rất là kỹ lưỡng, rất là tâm huyết. Và gần như là mình cực kỳ an tâm đến bây giờ. Thực ra thì mùa hè này khi mà đã có visa rồi thì mình đang có kế hoạch đi về quê thăm bố mẹ, đi du lịch với bạn bè. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đã được lời mời từ anh Tú và chị Oanh đến tham gia cái buổi sự kiện ngày hôm đấy. Và mình đã ngay lập tức là sắp xếp được kế hoạch của mình và chắc chắn mình sẽ tham gia. Mình chúc cho King Study sẽ càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa để có thể giúp đỡ nhiều bạn sinh viên Việt Nam hơn nữa trong quá trình thực hiện ước mơ du học của mình. Và thực sự thì King Study là một điểm đến cực kỳ uy tín và đáng tin tưởng để các bạn lựa chọn. King Study cùng bạn chinh phục thế giới.